Hello mọi người, lại là mình đây. Và video hôm nay thì mình sẽ lại unbox sách nữa. Lâu rồi thì mình không làm unbox sách mà mình làm về những cái chủ đề khác ấy. Tại vì mình chưa có tiền ấy. Vâng, vẫn là câu chuyện chưa có tiền nhá. Và hôm nay thì mình sẽ mở một số cuốn truyện mà mình vừa order được. Đầu tiên thì mình sẽ có cuốn Lật Hạ Ký. Cuốn này thì mình trước khi edit ấy thì mình đã đọc rồi. Thật sự là lúc mà mình mua ấy thì mình chỉ đọc một số review ở chỗ phần mô tả của sản phẩm thôi. Và mình thấy nó cũng kiểu khá là hay ấy, khá là thú vị. Nữ chính thì kiểu có độc lập và muốn giành lại công ty của mẹ mình từ chính cha của mình. Và nam chính thì tất nhiên rồi là một người kiểu giàu có rồi, là chỗ dựa vững chắc cho nữ chính. Cuốn này cũng được xem như là một cuốn về đấu tranh gia tộc, nhưng mà không phải là những gia tộc lớn như là cuốn Thiên Kim Đại Chiến. Tuy nhiên mình thấy nó vẫn rất là hấp dẫn và mình rất là thích đôi nam nữ chính của cái cuốn này. Họ rất là kiểu bao bọc nhau ấy, giúp đỡ nhau để đạt được mục đích ấy. Tóm lại thì mình thấy đây là một cuốn truyện đáng đọc và mình nghĩ mọi người nên đọc thử. Tiếp theo mình có một cuốn của Trenin, cuốn này là cuốn Con Đường Rực Lửa. Cuốn này thì mình mua được với giá rất là rẻ, bởi vì là mình trong một cái book club và nó được sale tầm khoảng 35-40%. Cuốn này nói về chủ đề tình yêu nhưng mà nữ chính lại hơn tuổi nam chính ấy. Đây cũng là cuốn đầu tiên mà mình đọc với cái thể loại này. Bình thường ấy thì mình rất là kiểu né tránh cái thể loại này, bởi vì là mình rất là thích nam chính chín chắn trưởng thành ấy. Đọc mấy cuốn đấy thì mình cảm giác là nữ chính có cái sự bảo vệ hơn. Nhưng đây là một ngoại lệ. Cuốn này thì mình rất là thích cái kiểu thể loại nam chính trong những cái cuốn truyện mà nó như thế này. Nam chính trong cuốn này là một người dám nghĩ, dám làm ấy. Nên là mình rất là thích kiểu đấy. Mặc dù bé tuổi hơn nhưng mà dám nghĩ, dám làm là mình đã thích rồi. Và tất nhiên nữ chính trong cuốn này mình cũng khá là thích. Không dựa dẫm quá nhiều vào nam chính. Và khá là độc lập. Nhìn chung những cuốn truyện của Trenin mình đều rất là thích và mọi người ai đọc ngôn tình nhớ mua nhé. Tiếp theo mình lại có một bưu phẩm nữa đến từ Shopee. Dạo này thì mình ít mua của Tiki bởi vì Tiki bán nó giá nó cao hơn của Shopee rất là nhiều và Tiki thì bảo hành thì nó không được tốt cho lắm ấy. Ở đây mình có cuốn Tháng Năm Có Anh Ký Ức Thành Hoa của Cố Tây Tước. Cuốn này thì có bìa làm bằng chữ nổi ấy, mình rất là thích chữ nổi luôn. Tuy là mình đọc khá là nhiều chuyện nhưng mà mình chưa đọc nhiều chuyện của tác giả Cố Tây Tước. Mình biết là Cố Tây Tước cũng khá là nổi ấy, nhưng mà mình chỉ mới đọc cuốn Ôi Lớp của Cố Tây Tước thôi. Nhìn sơ qua thì mình thấy bìa của cuốn này khá là xinh, nhưng mình chưa đọc nên là không biết nội dung của nó như thế nào ấy. Xét về văn phong của Cố Tây Tước thì mình nghĩ đây sẽ là một cuốn truyện happy ending và sủng ấy. Tiếp theo thì mình có cuốn Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh. Cuốn này thì mình cũng đã đọc rồi và mình thấy nó cũng khá là thú vị. Nó cũng giống thể loại của All in Love và Được Anh Yêu Mới Gọi Là Yêu. Cuốn này thì kể về câu chuyện tình của chính tác giả luôn. Và nó không phải là một cuốn tiểu thuyết mà nó sẽ có những phân đoạn ngắn. Từng đoạn một ấy, và đọc rất là giải trí luôn ấy. Rất là kiểu mình vừa đọc mà mình kiểu miệng mình vừa cười mỉm ấy. Cuốn này khi mình mua thì đã được bọc một cái bọc ở bên ngoài rồi, nên là mình nghĩ mình sẽ để dành và để làm quà giveaway cho mọi người. Và sau đây sẽ là một số thông báo nho nhỏ về phần giveaway sắp tới. Mình sẽ ra video thể lệ về giveaway khi mà kênh của mình được 1.000 sub. Và sẽ có 5 phần quà cho 5 bạn là thành viên của kênh của mình. Các bạn hãy theo dõi và đăng ký kênh của mình để mini game được tổ chức một cách sớm nhất. Và video của mình cũng đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye!